Hello hello anh em, trở lại kênh YouTube của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ cho anh em xem cái mẫu nước tà hẻ mình thả được 10 ngày rồi nè anh em. Anh em thấy mẫu nước xanh gió đậu đẹp không? Rồi camera thu ra được ha. Cái màu nước này thì tạo xanh rất tốt, 10 ngày đầu thì thẻ mình phát triển rất tốt ha. Nói chung là rất là màu lớn nữa. Nó tầm khoảng bằng cây nhang. 10 ngày thẻ mình không bằng cây nhang nghe nè. Cây nhang cái đầu đũa không ăn đó. Em thấy màu nước không? Nhìn tầm xa xa thì vẫn còn thấy được mặt đầm. Chung độ trong thì cũng không có nổi trong lắm. Tại mà có được cái màu nước đẹp thì mình lên chia sẻ với anh em thôi. Thì màu nước đẹp và được rồi là mình dùng phân Anafeka 20-20-15 nha anh em. Và gọi là phân ba màu đó. Thì nói đến phân 20-15 anh em biết rồi, phân ba màu. Mình rắc xuống tầm khoảng 1 công 2-3 kg. Nó sẽ ra được màu nước xanh do đậu đẹp gì nè. Mà anh em nhớ là khi gắt này nước, khi là mình vừa vô nước á, lúc mình phơi đầm xong mà vừa vô nước là mình nước nó còn ngầu, lúc nó còn đang ngầu đó anh em quấn liền cho nó hạn chế gồng lên. 10 ngày hiện tại trên mặt đầm mình không có rong nha, chỉ có rong sắp mấy bờ thôi, này phải chịu thôi, đeo theo cỏ nó lên nè. Tất nhiên là này phải có rong vậy, dùng phân nhiều mà là phải lên gông thôi. Ở chỗ đó là không phải gông nè, chỗ đó là cái miếng cu su của mình đó. Buổi trưa nè quay mới thấy được cái màu nước, chứ buổi chiều quay đâu thấy được màu nước đâu. Trưa nắng nó dạ lên thấy màu nước. Mà dùng phân anh em nhớ là dùng phân vào cái mùa mưa này thì nó sẽ tốt hơn là dùng vào mùa nắng. Tại mùa mưa trời u ám nhiều hơn là trời nắng nóng. Mà trời nắng nóng gay gắt quá, chục phân nhiều rồi gông lên cực kỳ nhanh luôn, chịu không nổi. Còn như thế này thì nắng ít nên gông phát triển cũng ít nữa. Với phần màu nước của mình nó không có chăm lắm, nên gông phát triển cũng chậm. Chừng gông nó lên nhiều thì thẻ đã lớn rồi, nó có thể thu hoạch được rồi. Tổng diện tích là được rồi, mình thả 60.000 thẻ nha mọi người. Rất tâm đắc cái màu nước này. Thì màu nước là mình dùng chủ yếu là phân Anafeka đó. Với cái phần được rồi phơi đầm nó rong nó chết mình phơi cho lâu đó. Mình phơi khoảng hơn 20 ngày đó. Tặng cho cái lớp rong trên mặt cuộn nó bả ra hết đó, thành phân hữu cơ luôn. Mình vô nước xong là nước nó ngầu ngầu sẵn rồi, mình sẽ quấn phân xuống. Một công tầm 2-3 kg ha. Thì màu nước sẽ rất là đẹp. Đây, hiện tại chứng minh là màu nước của mình đây. Màu nước xanh màu thì hết ý rồi. Em xuống cặp má này cứ thấy được có khỏe nào cho anh em xem. Mắt thường này thấy được đó. Mà không biết camera thấy được không. Cặp máy mưa thì đang lên gông nè. Nhưng trên đầm chưa có, mình xem rồi. Thì vỗ bờ này. Mới bốn cái gạt này này. Nó đẹp với màu nước thẻ con trong gieo thì không thấy được đâu, không thấy được đâu anh em ơi. Để đây kiếm cái que mình thọt đây. Đây nè, anh em thấy cho ngay cái đầu cây bên nào nó đang búng nè, anh em thấy không? Nó thấy mình bay lớn đó, đó anh em thấy chưa? Chỉ mới 10 ngày thôi. Nó bằng đầu đũa không ăn luôn rồi. Hơi nắng này xuống hơi sâu rồi, chứ không còn cho bé nữa. Đây là thẻ nhỏ nè, thẻ nhỏ nè, thẻ nhỏ chứ không thấy được đâu.
Tại đợt clip mình có làm cái clip mình thả đợt trước là 60.000, nhưng thật chắc có đâu thiếu mẫu đó 40.000, để đợt sau mình thả thêm nói thêm 20.000 nữa, thì xem như là tổng cộng là 60.000 đó. Thì cái bầy thẻ sau này nè mới thả được có hình như 3 ngày hay 4 ngày vậy, thì không thấy được, lại mình thấy con đó phải quờ quờ ở dưới nước rồi mới thấy được. Ok, thì chúc kinh nghiệm chia sẻ học hỏi lẫn nhau nha anh em. Anh em nào có cách thức gọi là nuôi thành công ấy, tạo gây màu nước đẹp ấy, thì nhớ để lại một comment chia sẻ cho mọi người khác cùng học hỏi lẫn nhau để phát triển cái nghề nuôi tôm của mình nha mọi người. Rồi, xin tạm biệt tất cả anh em nha.